Chúa Nhật 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Học sống hiền lành khiêm nhượng với Chúa Giêsu. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A. Trong cuộc đời này, ai cũng mong muốn được nổi bật, được vẻ vang thắng lợi. Ai cũng muốn tôn mình lên bằng đủ mọi hình thức và không muốn bị lu mờ, thua kém người khác. Vì thế, người ta cho rằng khiêm nhường là thấp kém, là yếu đuối, hiền lành là nhu nhược. Tuy nhiên, hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức cao quý được Chúa Giêsu trân trọng và đề cao. Qua trích đoạn tin mừng hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên hiền lành và khiêm nhường như Ngài. Ngài nói: Hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Matthew chương 11, câu 29. Dựa vào lời Chúa dạy, chúng ta thử khám phá những điều cao đẹp nơi hai nhân đức này. Người hiền lành khiêm nhượng, mềm dẻo như tre. Trong cơn bão tố cuồng phong, nhiều cây cổ thụ cao lớn bị quật ngã, tróc gốc, gãy cành. Nhưng tre cũng như lau sậy thì an bình vô sự nhờ tính mềm dẻo của mình. Tương tự như thế, người hiền lành khiêm nhượng luôn mềm dẻo trong cách đối nhân xử thế, nên họ có thể tự bảo toàn mình trước các trận cuồng phong trong cuộc đời. Người hiền lành khiêm nhượng uyển chuyển dịu dàng như nước. Người ta có thể đập vỡ đá cứng, nhưng không bao giờ đập vỡ được nước. Khi ta giáng búa tạ vào đá, đá sẽ dùng sự cứng rắn của mình kháng cự lại búa, và như thế đá bị vỡ tan. Còn khi giáng búa tạ vào nước, nước dùng sự mềm mại của mình để nuốt lấy búa và nhận chìm búa xuống bùn. Nước tuy mềm mại nhưng có thể bào mòn đá cứng. Nước chảy đá mòn. Người hiền lành khiêm nhượng tuy mềm mỏng nhưng có thể khuất phục những tâm hồn chai đá nhất. Người hiền lành khiêm nhượng lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường. Họ hiểu được chân lý Chúa Giêsu dạy: ai dùng gươm thì sẽ phải chết vì gươm, nên họ không dùng bạo lực với bất cứ ai. Họ không ăn miếng trả miếng như bao nhiêu người khác.
không theo luật, mắt đổi mắt, răng đền răng. Nhưng biết chế ngự tính nóng nảy, hãm dẹp tính tự ái, biết lấy thiện báo ác, biết lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Vì thế, rốt cuộc, người hiền lành mới là người chiến thắng. Họ thu phục được nhân tâm và tình yêu của mọi người chung quanh. Lạy Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường, xin cho chúng con hiểu rằng giải quyết tranh chấp bằng bạo lực, hung tàn, độc ác là con đường dẫn đến đau thương, tan tóc và hủy diệt. Trái lại, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, hiền lành, khiêm nhượng vẫn luôn là thượng sách. Xin cho chúng con mau mắn đáp lời Chúa mời gọi: hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ đó, gia đình, xã hội chúng con được luôn an bình, hạnh phúc. Amen.